Chào mừng các bạn đến với khóa học bánh rau câu trang trí bằng kem bơ. Chắc hẳn các bạn đã rất quen thuộc với những chiếc bánh kem được trang trí bằng những hình vẽ ngộ nghĩnh. Hoặc các bạn đã từng muốn mình có thể tự tay làm được những chiếc bánh xinh đẹp này để tặng sinh nhật cho con mình, họ hàng hoặc bạn bè mình vào những dịp đặc biệt. Các bạn cũng đã từng nghĩ có thể rau câu không đi kèm được với kem bơ bởi vì có thể nó sẽ không kết dính được. Hoặc các bạn đã từng nghĩ tôi không biết vẽ, tôi không có năng khiếu vẽ, tôi không làm được loại bánh này. Tuy nhiên, tất cả những vấn đề đấy, khóa học này sẽ giúp các bạn giải đáp được. Đến với khóa học làm bánh rau câu trang trí bằng kem bơ, các bạn sẽ được học cách làm cốt bánh từ những loại hoa quả tự nhiên theo mùa, cách kết hợp các loại hoa quả đấy với nhau sao cho hợp vị, hợp màu sắc và đẹp mắt. Các bạn cũng được học cách đánh bơ, làm sao cho bơ không chảy nhão, không ngán khi ăn. Với khóa học này, các bạn sẽ được học 4 loại cốt bánh khác nhau và tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chế biến bơ, pha màu, kết hợp màu sắc. Sau đó, chúng ta cùng nhau trang trí 6 loại mẫu bánh rất là thông dụng. Đặc biệt, tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm những mẫu bánh phù hợp với cả trẻ em trai, trẻ em gái, người lớn tuổi và những dịp như sinh nhật, đám cưới hoặc là Giáng sinh. Giáng sinh sắp đến rồi, chắc chắn các bạn cũng sẽ muốn làm được một món bánh đẹp cho gia đình mình hoặc cho con cái mình nhân dịp Giáng sinh. Đó là những lý do khiến các bạn hoàn toàn nên đến với khóa học này. Với khóa học này, các bạn sẽ được hướng dẫn tận tình, tỉ mỉ, từng khâu, từng bước làm bánh, những cái tip nhỏ để các bạn tránh những sai sót. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thiện các chiếc bánh này. Nội dung khóa học được chia làm 3 phần. Phần thứ nhất, tôi sẽ giới thiệu với các bạn tổng quan về nguyên liệu và dụng cụ để làm loại bánh này. Phần thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau học cách đánh bơ, pha màu. Và phần thứ ba, chúng ta sẽ cùng nhau áp dụng những kiến thức đó vào việc trang trí 6 loại bánh khác nhau. Sau khi học khóa học này, các bạn có thể tự tay mình làm được những chiếc bánh như các bạn muốn, vẽ được những hình như con cái các bạn muốn, hoặc các bạn có thể hiện thực hóa ý tưởng của mình vào trong chiếc bánh. Với những kỹ thuật được truyền dạy ở trong khóa học này, các bạn hoàn toàn có thể chủ động biến tấu, trang trí theo cách của mình làm sao thuận tiện nhất, không phụ thuộc vào việc có máy dọa hình hay không, không phụ thuộc vào việc các bạn có đuôi bắt kem hay không. Các bạn hoàn toàn có thể chủ động trang trí bánh một cách rất là đơn giản và ứng dụng được trong rất nhiều trường hợp khác nhau. Với những kiến thức mà các bạn được chia sẻ ở trong khóa học này, các bạn hoàn toàn có thể áp dụng vào việc làm những cái bánh khác. Tôi lấy ví dụ như bánh rau câu trang trí bằng hoa nổi, bánh kem bơ và bánh rau câu hoa đậu. Bởi vì tất cả những kiến thức về màu sắc, về chất liệu, các bạn hoàn toàn có thể biến tấu và áp dụng được với nhiều loại bánh khác nhau. Hiện tại, trên thị trường, dòng bánh này chưa phải là dòng bánh phổ biến. Do đó, sau khóa học, nếu các bạn chịu khó thực hành, luyện tập thường xuyên, thì các bạn hoàn toàn có thể tự tin đưa dòng bánh này ra thị trường. Và đó là cơ hội nếu các bạn đến nắm bắt, muốn nắm bắt, có một công việc làm thêm ngoài công việc chính hàng ngày. Nào, bây giờ chúng ta cùng nhau vào bài thứ nhất nhé.